Cảm ơn quý cô chú anh chị em thời gian qua đã xem video và ủng hộ kênh và đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều, chân thành cảm ơn. Thì hôm nay xin giới thiệu quý cô chú anh chị em một cái nền biệt thự nha, bề ngang diện tích 11, bề dài 32, có 336 m, tổng diện tích là 336 m, có 308 m thổ cư. Đường của mình là đường hiện thời là 3m5 nha quý cô chú anh chị. Thì có 308 m, còn lại là phần cây lâu năm, có mặt tiền sông luôn nha quý cô chú anh chị. Này sông cũng bự, gạch cũng lớn ha. Đây gạch đây. Thì đất này tọa lạc tại gạch chuối, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Từ vị trí nền đi ra đường Nguyễn Văn Cừ nó dài một, từ vị trí nền ra đường Nguyễn Văn Cừ nó dài là 1 km nghe quý cô chú anh chị. Ở khu vực này thì nhà cửa rất đông đúc, san sát nhau, thích thích chưa ha. Đây có nhà cũng mới cắt luôn, bên này cũng có nhà, nguyên khu nhà luôn ha. Đây nhà nhóc hết trơn, đông người dân cư ở rất đông đúc, lỡ mình ô tô về tới nhà thoải mái ha, ô tô 4 chỗ 7 chỗ có thể về tới nhà đầu cửa nhà được, khi các biệt thự ở này. Nếu quý cô chú anh chị nào đầu tư thì mua tách ra hai nền cũng rất yên. Thì hiện thời giá kêu bán 308 m thổ cư này thì giá kêu 2,2 tỷ có thương lượng. Thì quý cô chú anh chị em nào cần thấy nền thích hợp với mình thì sẽ trực tiếp liên hệ dưới chỗ để thương lượng nha quý cô chú anh chị. Thì này về mình cất nhà là được liền ha. Đây thì lộ này lộ nhà nước 3,5 m, đường thông, có mấy sông luôn. Rồi để lội vô, dòng vô nền cho quý cô chú anh chị xem ha. Nền rất bơm cát, cao gáo hết rồi nè, sạch sẽ ha. Từ mấy gạo này qua tới mấy hàng gạo này là 11 m, vuông dứt chạy vô 32 m. Tới mấy sao đó, trống trải bơm cát lên cao gáo ha. Hướng đông nam nghe quý cô chú anh chị, các nhà sẽ về quay về hướng đông nam. Đây hàng xóm cũng thân thiện ha, dễ thương. Đây, có nhà mới cất. Rồi để từ vị trí nền sẽ chạy ra đường Nguyễn Văn Cừ nó dài cho quý cô chú anh chị tham khảo cái đường đi vô ha. Có xin rất cảm ơn quý cô chú anh chị em. Thì rất mong được quý cô chú anh chị em đăng ký kênh, ủng hộ kênh thì để có động lực để quay những cái vị trí nền tham khảo cho quý cô chú xem. Giá cả này kia ha. Thì xin nhắc lại cái này là tổng diện tích là 308 m thổ cư. Thì giá bán là 2,2 tỷ. Thì có thương lượng, thương lượng chính chủ nha. Cái này quay review cho quý cô chú anh chị tham khảo ha. Rồi để từ vị trí nền chạy ra, rất mong quý cô chú anh chị em ủng hộ kênh, đăng ký kênh giùm nha. Rất biết ơn quý cô chú anh chị. Rồi để dẫn đường đi ra, nếu có gió hú thì quý cô chú anh chị em tắt tiếng để xem cái đường đi thôi ha. Thì vị trí nền
để coi cách cây cầu này cầu gì vậy, cho quý cô chú anh chị xem cầu này cầu gì luôn. Cách cầu khoảng 30 mét là tới. Đây là cầu cầu ngã ba Sơn Ganh. Rồi. Đường này thì nhà ở thì rất là đông đúc luôn ha. Ở gần nhau nha. Thì đây từ vị trí nền ra chợ Phong Điền thì khoảng gần 1,5 km à, 1,5 km số đó là tới chợ Phong Điền. Đây là tới vị trí cầu gạch chuối đường Nguyễn Văn Cường không quý cô chú anh chị em. Nền này mua các biệt thự ở hay là phân các hai nền thì cũng rất là ok. Rồi đây là vị trí đường Nguyễn Văn Cường cầu gạch chuối. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video, xin chân thành cảm ơn rất nhiều.